Chào anh em đã quay lại với kênh Văn Tình Luxury Car. Thì hôm nay trong tháng 11, tình muốn cập nhật anh em về bảng giá dòng xe Toyota Camry 2022. Thì anh em được biết là Toyota Camry nó có 3 dòng chính là Toyota Camry 2.0W, 2.5W và 2.5 Hybrid. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Thì đối với Toyota Camry là một trong những dòng xe cực kỳ hot từ lúc ra mắt đến bây giờ anh em nha. Nó thiết kế nó đã trẻ trung hơn rồi, cá tính hơn rồi. Hồi xưa thì dòng xe Camry này dành cho những khách hàng phải trên 40. Bây giờ những anh 30, hơn 30, anh đã mua Camry này về. Và anh trang bị thêm một xíu đồ chơi nữa là thấy nó đã trẻ trung và bắt mắt, cá tính mạnh mẽ và giá trị của nó sử dụng bền, độ tin cậy cao. Và bây giờ mời anh em cùng tình đến với giá xe và giá lăn bánh của dòng xe Toyota Camry trong tháng 11 này anh em nhé. Đầu tiên là mẫu xe Toyota Camry 2.0W bản tiêu chuẩn hiện nay đang có giá bán là 1 tỷ 185 triệu, giá lăn bánh là 1 tỷ 345 triệu, có đầy đủ bảo hiểm nha, đăng ký Sài Gòn và trả trước chỉ khoảng tầm 400 triệu cho mẫu xe Toyota Camry 2.0W. Tiếp theo là dòng Toyota Camry 2.5W là đây, hiện đang có giá bán là 1 tỷ 370 triệu, giá lăn bánh ở thành phố đã có bảo hiểm vật chất luôn là 1 tỷ 551 triệu, và khi mua ngân hàng thì anh em chỉ trả trước khoảng tầm 450 triệu là chúng ta có một dòng xe Toyota Camry 2.5W. Tiếp theo là dòng xe Toyota Camry Hybrid, xe hot nhất trong gia đình Toyota Camry. Hiện nay có giá bán là 1 tỷ 460 triệu và giá lăn bánh là 1 tỷ 652. Và trả trước khoảng tầm hơn 500 triệu là đã có một dòng xe Toyota Camry Hybrid, xe cực kỳ hot. Chỉ khoảng 4 lít trên 100 cây số thôi anh em nhé. Tùy vào màu sắc, bên tình sẽ có những cái dòng xe giao ngay anh em nhé. Màu sắc Camry 2.5 Hybrid, Camry 2.5W cũng như là Camry 2.0W. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, cực kỳ đẹp, với trang bị đầy đủ công nghệ về hệ thống an toàn Toyota Safety Sense, cảm biến áp suất lốp. Và đặc biệt cái mẫu xe này nó thích nhất là ở thiết kế nó rất là trẻ trung anh em nha, trẻ trung và cá tính. Đó, màu giống Camry. Và nhập Thái ha, thì ổng là một trong những dòng xe mà hút khách, bởi vì cái thiết kế nó mạnh mẽ, trẻ trung, cá tính. Thì khi anh em mua xe, có một điểm lưu ý là anh em mua xe này thì anh em lựa chọn đơn vị bảo hiểm. Thì có 4 đơn vị bảo hiểm anh em cần lựa chọn giùm tình. Là thứ nhất là BVI, thứ hai là Bảo Việt, thứ ba là Bưu Điện, và thứ tư nữa là bảo hiểm Liberty. Trong vòng 4 đơn vị bảo hiểm đó sẽ được hỗ trợ, anh em sẽ được hỗ trợ rất là tốt sau khi anh em đã sử dụng nha. Thì bảng giá lăn bánh của Toyota Camry đến hôm nay thì tình xin kết thúc video. Anh em muốn sở hữu xe và muốn lấy ngay giao ngay thì hãy liên hệ với tình qua số điện thoại 0962 86 3939. Cũng đừng quên đăng ký kênh Văn Tình Luxury Car bằng nút like, subscribe và rung chuông để ủng hộ kênh tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.